Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam Cộng hòa Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mà còn phản ánh vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, gửi đi một thông điệp quan trọng tới khu vực đặc biệt là Trung Quốc. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc có lý do để lo ngại khi Việt Nam dưới thời Tô Lâm lôi kéo cả Liên minh châu Âu. Ngày 7 tháng 10 năm 2024 tại Điện Elysee, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam Cộng hòa Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mà còn phản ánh vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, gửi đi một thông điệp quan trọng tới khu vực đặc biệt là Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Quyết định này khiến Bắc Kinh không khỏi lo ngại về khả năng Pháp xuất hiện thường xuyên ở Biển Đông. Sau lễ đón trọng thể trưa ngày 7 tháng 10 tại Điện Élysée, Paris, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tổng thống Macron một lần nữa chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Pháp đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Việt Nam sau 22 năm. Tổng thống khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện phù hợp với khuôn khổ hợp tác và mong muốn của cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện và thống nhất phương hướng biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Với quyết định này, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Và tính tới nay, đã có 8 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam – gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp. Pháp và Việt Nam có một lịch sử liên quan lâu đời từ thời kỳ thuộc địa. Đến khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1973, trải qua hơn 50 năm, quan hệ giữa hai quốc gia đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt năm 2013, hai nước đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện lần này cho thấy cả Việt Nam và Pháp đều nhìn nhận tiềm năng và tầm quan trọng chiến lược của nhau ở mức độ cao hơn. Việc nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam Pháp được thực hiện trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đang trở thành một điểm nóng địa chính trị, nơi các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu đều gia tăng sự hiện diện. Việt Nam với vị trí chiến lược trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng quyền lực giữa các nước lớn. Đối với Trung Quốc, việc Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chắc chắn sẽ là một yếu tố đáng quan ngại. Trong mắt Bắc Kinh, Việt Nam, một quốc gia láng giềng với đường bờ biển dài ở Biển Đông, đang ngày càng tăng cường quan hệ với các cường quốc phương Tây. Điều này có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Đặc biệt, khi quan hệ việt nam pháp được nâng tầm không chỉ ở trong lĩnh vực kinh tế mà còn bao trùm cả an ninh quốc phòng việc pháp nâng cấp quan hệ với việt nam không chỉ đơn thuần là về lợi ích song phương mà còn phản ánh chính sách của paris đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương pháp là một quốc gia có lãnh thổ và lợi ích quan trọng trong khu vực này với các căn cứ hải quân ở new caledonia và polynesia đồng thời luôn chú trọng đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại biển đông trung quốc từ lâu đã coi biển đông là khu vực có tầm quan trọng chiến lược và sự hiện diện của bất kỳ quốc gia phương tây nào trong khu vực này đều gây lo ngại cho bắc kinh trong bối cảnh tranh chấp biển đông ngày càng phức tạp sự gắn kết về an ninh quốc phòng giữa việt nam và pháp bao gồm việc tổ chức đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng và hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia có thể làm gia tăng sự cảnh giác từ trung quốc bên cạnh an ninh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa việt nam và pháp cũng là một yếu tố mà trung quốc không thể coi thường việt nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và việc pháp cam kết thúc đẩy hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hỗ trợ tài chính thông qua các khoản vay oda cho việt nam là những bước đi đáng chú ý điều này không chỉ giúp việt nam tăng cường vị thế kinh tế trong khu vực mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các quốc gia eu khác từ đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào kinh tế trung quốc một trong những vấn đề nóng nhất trong quan hệ việt pháp chính là biển đông nơi cả hai đều tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng hải. Trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Macron, vấn đề Biển Đông cũng được đề cập một cách thẳng thắn. Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Pháp như nhiều quốc gia phương Tây khác đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về những hành vi phi pháp của Trung Quốc tại vùng biển này, đặc biệt là các hành động quân sự hóa và xây dựng các căn cứ trái phép trên các đảo nhân tạo. Gần đây nhất là lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc tấn công thâu bạo tàu cá của ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Việc Pháp trở thành quốc gia thứ 8 có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong khu vực. Trung Quốc có thể sẽ lo ngại rằng các cường quốc phương Tây bao gồm cả Mỹ và EU đang dần dần thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á mà Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng. Mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và các cường quốc phương Tây có thể làm suy giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia ASEAN khác gia tăng quan hệ với phương Tây. Ngoài ra với sự ủng hộ của Pháp, Việt Nam sẽ có thêm động lực để tham gia sâu hơn vào các cấu trúc đa phương trong khi trung quốc sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các quốc gia ngoài khu vực một trong những lý do chính của sự nâng cấp này có thể là sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước pháp với tư cách là một quốc gia có sự hiện diện lâu dài ở khu vực ấn độ dương thái bình dương đã nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực đặc biệt là việt nam một đối tác quan trọng trong asean việc hợp tác này không chỉ giới hạn lĩnh vực an ninh truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như an ninh mạng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đào tạo sĩ quan không chỉ tập trung vào an ninh quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam và pháp cũng là một trong những điểm sáng trong mối quan hệ hai nước với việc việt nam trở thành thành viên tích cực trong hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa pháp và việt nam đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Pháp nhanh chóng phê chuẩn EVIPA, trong khi Tổng thống Macron cam kết sẽ đưa vấn đề này ra Quốc hội Pháp trong thời gian tới. Mối quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc Việt Nam nhận được các khoản vay ưu đãi từ Pháp, cũng như sự hỗ trợ của Pháp trong phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và khoa học công nghệ. Đặc biệt, hợp tác về chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu là lĩnh vực mà cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy pháp với cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã đánh giá cao vai trò và nỗ lực của việt nam trong quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng gtp việt nam ngược lại cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với pháp trong phát triển các mô hình sinh thái đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông kiều long nơi đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu một điểm đáng chú ý trong việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là vai trò của pháp như một cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Pháp có thể đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các hiệp định thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, quan hệ đối tác này còn thể hiện sự hợp tác đa phương, trong đó cả hai quốc gia cam kết ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN, ASEM và Liên hợp quốc sự hợp tác này không chỉ giúp củng cố vai trò của pháp trong khu vực đông nam á mà còn giúp việt nam khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế đặc biệt trong bối cảnh khu vực ấn độ dương thái bình dương đang trở thành tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc bên cạnh đó sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc biệt là hàng không vũ trụ trí tuệ nhân tạo và năng lượng hydrogen cũng là một phần quan trọng của thỏa thuận nâng cấp việt nam với tốc độ phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia có thế mạnh về công nghệ như pháp để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững điều này cho thấy pháp với tư cách là một quốc gia có lợi ích lớn ở khu vực ấn độ dương thái bình dương không chỉ xem việt nam như một đối tác kinh tế mà còn là một đồng minh chiến lược quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực pháp đã có nhiều hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước trong tương lai có thể sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Macron sớm thăm Việt Nam, Tổng thống Macron vui vẻ nhận lời và sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, văn hóa giáo dục, giao thông vận tải, nội vụ đã được các bộ ngành địa phương hai nước ký kết. Việc nâng cấp quan hệ Việt Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện chắc chắn sẽ không chỉ có ý nghĩa đối với hai quốc gia mà còn tác động mạnh mẽ tới bối cảnh địa chính trị khu vực. Đối với Trung Quốc Mối quan hệ chiến lược này có thể trở thành một thách thức lớn khi Việt Nam ngày càng củng cố vị thế của mình và mở rộng quan hệ với các cường quốc phương Tây. Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực gia tăng tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể đứng yên khi chứng kiến sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và các đối tác chiến lược toàn cầu như Pháp. Đại học Bách khoa Hà Nội lên tiếng vụ tân sinh viên phải ăn cơm canh thừa có nhiều dị vật. Thông tin từ báo chí tối ngày 7 tháng 10, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, chiều cùng ngày, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ, tập trung của sinh viên tại khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin phản ánh. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật. Theo đó, đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn hào được ghi nhận qua trung tâm y tế bách khoa nhân viên mới không nắm được quy định ngay sau khi nắm tình hình ban lãnh đạo đại học đã có chỉ đạo để xử lý kịp thời tinh thần của đại học bách khoa hà nội là trực tiếp trách nhiệm công khai và xử lý nghiêm các tập thể cá nhân liên quan đảm bảo quyền lợi của người học đại diện nhà trường cho biết hiện tại đại học bách khoa hà nội đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh, chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn, đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt đề. Nhà trường cũng giao đơn vị phụ trách công tác sinh viên tăng cường tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, bảo đảm giải quyết kịp thời các thắc mắc, đề nghị về ăn uống của sinh viên. Hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn nhận đây là sự việc đáng tiếc, nhà trường gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Trước đó chiều ngày 7 tháng 10, chương trình chuyển động 24 giờ của VTV1 phát sóng phóng sự, bất thường bữa ăn sinh viên phải dùng lại đồ thừa. Cụ thể, theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội sinh viên năm nhất sẽ phải học giáo dục quốc phòng trong vòng 2 tuần. Các em phải nộp 1,63 triệu đồng chi phí ăn ở tập trung, bao gồm 3 bữa ăn tại nhà ăn A15 của trường. Tuy nhiên, theo phản ánh của sinh viên, các em phải ăn lại cơm canh thừa của các đơn vị trước. Không những thế, sinh viên còn nhiều lần phát hiện ra đủ loại dị vật có trong những bữa ăn hàng ngày như sâu, rán, phân chuột. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày